vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Đầu game vừa mới mò mò lên bắn đó là tưởng ăn được màng SP của Tem Đích khi mà con xíu máu. Ra nó lại nó chó một combo luôn. Lên bảng điểm số. Mất luôn là chiến công đâu anh em ạ. Thì chào anh em nhé. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Gión Long Thần Xoáy Ca anh em ạ. Ok, thì đối với Gión ở thời điểm hiện tại mua 18 thì nó sẽ như thế nào? Trang bị bảng ngọc và phù hiệu ra sao? Ôi, ép người quá đáng vậy mấy bạn ơi. Ok, có rừng lên hỗ trợ rồi, có thể chơi được này. Chơi luôn anh em, có rừng rồi, sợ cái gì, đúng rồi, bắn nào, chơi nào. Rừng mình bật chiêu cuối lên rồi, lên bảng điểm số và lên bảng điểm số 2 người rồi, mình nè nè đó là Amelie nó bắt nha anh em. Amelie thì nó cũng di chuyển ở đường ta thân lên đây rồi. Tem địch thì đang rất chi là đông rồi, ná này, à, bắt mình, này thì nu ná nu nóng, này thì nu ná nu nóng này. Chơi luôn anh em, chơi luôn, ngài ngung cái gì, đi rạc đâu rồi, ôi đi rạc chưa lên được level 4 này anh em ạ, rồi pha này sấy đẹp này, lên bảng điểm số này, lên bảng điểm số này, liệu mình có chạy được hay không, vẫn chạy được anh em ạ, ăn được cái màng chấm dứt của ra tem địch rồi, trả thù được rồi anh em ạ. Ok thì hiện tại thì tem địch đó là đáng thầy lấy đẩy thể lính lên cao, nên làm pha này thì chắc có lẽ là đẹp đâm lính này xong rồi mình sẽ về nhá. Thì nói chung rank đầu mùa thì không biết là anh em ở mức rank gì rồi. Nói chung rank đầu mùa nếu mà anh em đi đơn ấy cũng rất chỉ là gắt luôn anh em ạ. Đi tém cũng gắt mà đi đơn cũng gắt. Từ trường hợp là anh em gặp phá game thôi. Còn không thì những trận đấu người ta chơi theo thiên hướng đó là tích cực thì rất chỉ là gắt luôn. Ok thì ở trận đấu này thì mình đối đầu với mình bên kia là theo nát cũng như đó là P. Đó là crab anh em ơi, pha này chơi được này, chơi ngon này. Ok, pha này sử dụng chiêu cuối luôn nhá. Sử dụng chiêu cuối luôn này. Trúng đó là theo na tem địch nhưng mà không kết liều được theo na tem địch. Ôi, ông Amelie đi gánh xa vậy ông ơi. Zuka tem mình thì, ôi. Đi gánh xa vậy bạn ơi. Thôi thôi, đừng đóng máy mà chạy buri bạn ơi. Mình chuẩn bị có chiêu cuối này. Chạy đâu con sâu này, ôi. Không được rồi, không được rồi. Con hỗ trợ, ôi thôi xong rồi. Thôi, làm người đi mấy bạn ơi. À, thằng Krem nó có thủy thân phạt đẹp quá, choáng trúng 3 người luôn. Mình ở 6 trụ rồi mà. Nhưng mà xin chia buồn với tém bàn, xin chia buồn với tém bàn. Tém mình vẫn còn đó là rừng này, anh em hãy chơi luôn rừng ấy, quật luôn. Đúng rồi, chơi luôn. Sử dụng chiêu cuối này. Ra chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Bụp, à, ăn được màng. Kẹt được màng anh em ạ. Sau vài điểm hỗ trợ thì cũng kẹt được một màng ấy. Thực tế thì pha đó cũng không biết đó là cái S hay không. Bởi vì ra mà nó đang đầy bụt của combo thì có thể là bởi rái thì mình lên bảng điểm số cùng đến. Nhưng mà thôi thì cứ tạm chấp nhận đó là mình cái S được một màng đi. Ok thì bây giờ thì đẩy thể lính đường mịt được rồi. Thì sẽ lên cái đường rông của mình nhá. Trận đấu này thì tại bên mình đó là Dessa được DSP anh em ạ. Thực tế Dessa DSP thì không phải là mẫu chất tướng bảo kết tốt. Nên là mình phải cố gắng giữ vị trí một xíu nhá. Giống trường hợp lúc này ấy, nó vào nó bắn trù vạt không có hiệu ứng làm choáng ấy, đấy là rất chi là khó. Gión thì rất cần bảo kê anh em ạ. Thì hiện tại mình đang thấy sai rừng cũng như đó là sai mịt tém địch, nên pha này lên cao được anh em này. Chơi luôn, chạy đâu, này thì theo nát, này thì theo nát này, búp giáp với chúng tôi này, này thì theo nát này, theo nát mà lên bảng điểm số rồi. Cơ rẹp mà chưa có thủy thân, hoặc là cho dù có thủy thân đi chăng nữa, mỗi mình cơ rẹp thì lượng đám cũng không ăn thua nhá. Trận đấu thì vẫn đáng thế hoa hoàn thôi anh em, hai bên khá là cắn ấy. Thì hiện tại bây giờ thì mình khá là thấp máu rồi. Sử dụng chiêu cuối kết thúc cơ rep này. Ôi, lại trúng ông nào đứng ở trong bùi mất rồi. Tưởng là phá đỏ cơ rep thấp máu ăn được rồi băng cả chiêu cuối, ai dây là không được rồi. Thì đối với Gión mình cũng sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Gión. Thì tất nhiên rồi, vì tưởng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó.
Đối với Zhon ấy, thì điểm mạnh của nó đó là khả năng gây đám, đặc biệt là trong combat tổng và Zhon được bắn thì cực kỳ là đà luôn. Thứ hai là Zhon trí tánh cũng khá là tốt nhá, bắn cũng rất chi là thấm luôn. Ok thì hiện tại thì có giáo tránh này, farm tém mình thì có đét xá nên là việc tấn công vào tém đi thì cũng khá là tốt. Nhưng mà điểm yếu của đét xá khi mà nó bật chiêu cuối mà tém đi không gây đám thì cũng không ăn thua. Hiện tại thì rừng tém đi cũng chuẩn bị đi gánh anh em, pha này thì cẩn thận hơn một xíu nữa này. Thấp máu đến từ vị trí của crep ná băng vào thì bốc hơi bạn ơi. Chơi không? Theo nát chơi không? Chơi luôn này. Theo nát chắc chắn thì không ăn được. Rồi rồi pha này ngon này ngon này. Ôi tiếc nhỉ. Ôi choáng là theo nát này ngon này. Ăn được cái màng siêu việt rồi. Pha này thì có đó là khiến đến từ đi rắc. Ôi thế luôn đấy, chiêu cuối của đi rắc cực kỳ là đẹp luôn. Một chiêu cuối ăn được thêm đó là 2 điểm hạ gục luôn anh em ạ. Một phá đó là pháo tử quáng, phải gọi là 10 điểm luôn ấy. Ok thì bây giờ mình lại tiếp tục là phá một xíu thôi. Ở trận đấu này thì mình chủ yếu là từ lực gánh sính cũng như là cố gắng dựa vào đó là cái chiêu cuối của đi rắc nữa nha anh em. Bởi vì chắc chắn thì đát xá nó cứ tấn công lên rồi chứ không phải là màu chất tướng bảo kê đó ke ke mình giống như đó là Alix hay Arun chẳng hạn. Mà đét xa thì chắc chắn là nó cứ tấn công vào đồ xa thủ của tém địch. Nên là mình rất chỉ là dễ bị ná cũng như là Aramili bắt ấy. Nó cũng cẩn thận nha anh em. Hiện tại thì đét xa tém mình lên bảng điểm số rồi. Đi rắc tém mình thì đang bị là 3 người của tém địch bùa vây. Pha này mình sẽ cứu nha. Choáng băng chiêu 1-1 phán này. Choáng này ná tém địch lên bảng điểm số này. Bắt luôn đó là Aramili lên bảng điểm số tốc biến. Ôi tưởng là tốc biến ăn lớn rồi là cái tripper cứu ai xe là ông Zuka ông á lùm lúa rồi nên cả cái mông á cực kỳ là to bự vào ở theo nát thì làm sao mà theo nát có thể sống sót được. Thì đối với Zhon ấy thì lúc này thì mình đó là phân tích điểm mạnh và điểm yếu ấy. Thì điểm mạnh của Zhon thì mình cũng đã nói rồi, còn điểm yếu của Zhon tất nhiên đồ cỡ đồng rồi. Đồ cỡ đồng của Zhon thì nói chung á phải gọi là gần như là con số 0 luôn ấy. Nên là việc anh em giữ vị trí đối với Zhon thì rất quan trọng nha anh em. Tém bên bàn thì cũng khá là nhiều sát thủ đấu sĩ ở trận đấu này nữa. Dạng như Amelie này, dạng như Ra, hai sát thủ Ra cũng như Ná nữa. Nên là những trận đấu này thì chỉ cần là sở hữu một xíu là nó bắt mình ngay á. Nên nó phải có sai rồi mình mới lao lên nhá. Rồi pha này Ra tém địch làm gì đấy, Ra tém địch. Rồi dùng cá chơi đi bạn ơi. Rồi mình sử dụng chiêu cuối đây. Này thì giá này. Chiêu cuối ăn được màng của Ra anh em ạ. Cực kỳ là thơm, cực kỳ là đà luôn. Nhưng mà dù cá cũng như là đét xa tém mình lên bảng điểm số rồi. Và này thì mình 36 kế gọi là chuôn là thường sạch thôi. Amelie thì nó cứ gì theo mình anh em ạ. Và này quay trở lại chơi được này. 3 người chơi luôn này lên bảng điểm số. Này thì Amelie với chúng tôi. Này thì Amelie này. Tinh thần nhưng mà không kết thúc được rồi. Ôi hơi giật một xíu rồi. Thế mình dự định đó là sáng tháng thì cùng đổi cái máy có ống đó là bình luận đó là tại sao không bật 60 FPS anh em á. Thì thực tế thì anh em cũng thông cảm một xíu, cái máy mình nó yếu ấy. Máy thì tầm đó là có 4 triệu bạc thôi à. Thời mình mua mới có 4 triệu bạc ấy. Thời trước thì mình cũng dùng đó là cái iPhone, nói chung cùng iPhone X ngon rồi. Ai dè là bị Alibaba mất. Cuối cùng thì phải dùng đó là phải mua thêm đó là cái máy mấy triệu làm cái clip thì nó không được tốt cho lắm anh em ạ. Thì cố gắng anh em ủng hộ. Ôi thôi xong rồi. Toán rồi, hơi đông anh em ạ. Giá nó tức mình vậy anh em ạ, nó combo vào mình luôn. Thì cũng cố gắng đó là dành dùng một xíu. Thì để mua đó là cái máy tốt hơn anh em ạ. Thực tế bây giờ mua được một cái máy tốt thì cũng khá là tốn nhiều tiền anh em. Cũng là 2 mấy triệu anh em ạ, cũng không ít đấy. Nên là có bàn đó là bình luận đó là không bật FPS 60 thì hủy đăng ký kênh. Thực tế thì ai mà chả muốn anh em, ai mà chả muốn đó là làm những gì tốt nhất để đó là giúp anh em có những trải nghiệm cũng như là chế độ tốt nhất. Nhưng mà hiện tại thì chưa cho phép anh em, chắc có lẽ là khoảng là tháng 6 là mình có thể là mua được anh em ạ. Bây giờ thì cũng đang tích cóp chứ, ví dụ 20-30 triệu cũng không phải là một số tiền nhỏ này anh em. Đối với một giúp youtuber rằng đó là bình dân giống như mình. Ok thì anh em cũng thông cảm điều đó nhá. Hy vọng anh em ủng hộ thì mình có điều kiện hơn thì mình đó là sẽ sắm được.
Nói chung cùng vay thêm ít nữa thì sắm được anh nhé. Rồi pha này chơi này, chơi luôn này, chơi luôn này. Lên bảng điểm số này. Ngon rồi, ngon rồi. Thì cũng mong anh em ủng hộ thôi. Chứ nói chung thì ai cũng muốn cả mà. À ra, này thì ra này. Này thì ra này, này thì ra với chúng tôi này. Đặt khiến đến từ vị trí của đi rắc quá là đẹp luôn anh em ạ. Mọi sát thương đến từ đó là vị trí của theo nát thì bị ngắn cản hết. Nếu là mình được xả sát thương free anh em ạ. Và lên bảng điểm số và lên bảng điểm số luôn. Tận dụng cái khoảng thời gian này ăn luôn đó là con ta thân xế giá. Ôi, ông Zuka không solo lại với ông Na rồi. Ok, có ta thân xế giá rồi thì việc cống trụ sẽ dễ dàng hơn nha anh em. Về phù hiệu xanh gió gión thì mình sẽ sử dụng đó là bầu phù hiệu thánh thuần nha anh em. Khi anh em thấp máu thì sẽ có một lập giáp nhỏ. Còn về trang bị thì sẽ lấy những gì? Đầu tiên sẽ lấy cho nó là dài du mục tăng tốc đánh. Tiếp đến kiếm phân đĩa đánh theo phân trăm máu tăng tốc đánh luôn anh em. Tiếp đến sẽ lấy cho nó thành kiếm chí mang. Tiếp đến sẽ lấy cho nó Muramasa khả năng xuyên giáp anh em ạ. Tiếp đến sẽ lấy cho nó đó là cái sóng đáo bảo táp tốc đánh chí mang. Và cuối cùng đó là giáp hùng manh đền bảo an toàn. Bây giờ thì mình lấy được một đường lính siêu cấp của tem địch rồi. Nhưng mà tem địch thì cũng phải trả giá lên bảng điểm số là 3 người luôn rồi. Thì chắc chắn thì bây giờ thì mình không. Chắc chắn thì trận đấu vẫn chưa kết thúc được anh em ạ. Thì bây giờ sẽ lùi lại một xíu đó là ăn những tài nguyên khác. Để có thể gia tăng cái lượng đô. Và có thể là chờ tem lên và kết thúc trận đấu nha anh em. Thì về bảng ngọc dành cho giòn thì mình sẽ lên như thế nào? Đó là ngọc đỏ mình sẽ lên cho nó 5 viên. Đó là tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 5 viên tốc đánh chỉ mang. Ngọc tím sẽ lên cho nó 7 viên tốc đánh tốc chay, 3 viên hút máu. Con ngọc xanh đó là cống vật lý và xuyên giáp nha anh em. Thì đối với gió này, khi vào combat thì tốt nhất đó là anh em đến đánh thương. Đó là để có được nội tài trên đỉnh đầu anh em ạ. Khi anh em có được nội tài, ví dụ như pha này có nội tài trên đỉnh đầu này, thì anh em khi bắn thương ra phạt tiếp theo thì sẽ có đó nội tài vô tần tến nhá. Qua đó thì giúp anh em sử dụng được nội tài vô tần tến sẽ nhiều hơn. Còn về cách chơi thì cũng khá đơn giản thôi. Cố gắng làm choáng được đối phương ấy là càng tốt nhất. Bằng chiêu 1. Chiêu 2 thì giúp anh em đó là ôi ôi pha này chơi luôn ấy. Này thì Amelie tầm này thì mình bắn cực kỳ là thấm rồi anh em ạ. Kể cả đó là tánh cơ nhá. Bởi vậy gión lương sát thương bây giờ thì phải gọi là cực kỳ là đà rồi. Ôi, tự nhiên ăn được màng của Ra kia, ăn được cái màng siêu việt khá là thơm kia. Ôi, ná, này thì ná solo thoải mái anh em ạ. Tâm này thì solo ná thoải mái luôn này. Lên bằng điểm số này, double cứu này. Bắt luôn đó là tánh, hiện nay thì tánh với chúng tôi này. Triple cứu và này nên nể đó Amili nhá. Ôi, quá đa cứu này, quá đa cứu này, quá đa cứu này. Ôi, không được mega cứu này anh em ạ. Khi mà theo nó tém địch thì bị đó đánh trăng xuống béo hiền hà phục rồi. Chỉ có được cái quá đa cứu thôi. Nhưng mà thôi không vấn đề gì cả, dù sao trận đấu này cùng win rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh này của mình nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye.